Xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ làm một cái clip để hướng dẫn về cách cài đặt và cách sử dụng con giải mã Pioneer N70AE. Thì các bác xem clip này các bác sẽ hình dung được là cái cách dùng các cái tính năng của nó như thế nào. Con này sẽ bao gồm một bộ máy và một con điều khiển các bác nhé. Đầu tiên là nói về mặt sau con này. À đây, chúng ta nhìn qua về mặt sau con này nhé. Các bác nhìn qua mặt sau nhé. Đây là dây nguồn chúng ta sẽ cắm vào đây. Con này điện 220V luôn. Ở đây nó sẽ có hai cổng. Thường là chúng ta sẽ dùng cổng AV, nhưng một số máy có cổng 35 thì chúng ta sẽ dùng cổng 35. Cổng này cực kỳ ngon. Bản nâng cấp 70AE mới có cái cổng này. Cổng này chất lượng rất chi là tốt. Còn bình thường các bác cứ dùng cổng này, đều rắc đều mà vàng, cực kỳ là chuẩn luôn. Loa phải và loa trái ở trên 5 ly nó sẽ có RL các bác nhé. Các bác cắm đúng vào. Hai cổng này là cổng out. Nó sẽ out vào cái âm ly của các bác. Các bác cứ cắm vào âm ly thôi là ok. Còn các cái cổng kết nối đây, digital out thì bỏ qua đi, cái này thì ít dùng hơn. Chúng ta quan trọng này, ví dụ như đây có cổng quang in này, chúng ta có thể cắm một con CD hoặc là giải mã của TV Smart vào đây để chúng ta xem giải mã cho TV. Nếu chúng ta có một CD ít tiền, muốn nó hay chúng ta có thể cắm vào đây. Dùng cổng quang, nếu mà CD có quang out cắm vào đây nó sẽ giải mã ra chất âm cực kỳ tốt luôn. Hoặc là dùng cổng Corsia. Nếu chúng ta chơi nhạc qua máy tính thì chúng ta sẽ dùng một cái dây USB DAC ấy, USB chúng ta cắm vào đây và đầu kia chúng ta cắm vào máy tính thì nó sẽ nhận con này và lúc ấy làm cái sao cạc rời con này là giải mã ở ngoài luôn. Còn cái cổng này để chúng ta cắm ổ cứng các bác nhé. 5V 1A nó cấp nguồn được nên nó đọc được ổ cứng. Con này đọc được ổ cứng 1-3T. NTFS đọc luôn, không cần phải format về dình dàng FAT32 gì cả, đọc luôn. Còn đây là chúng ta dùng dây mạng thì chúng ta cắm vào đây nó ổn định. Còn không thì có wifi bắt rất chỉ là khỏe rồi. Con này wifi rất là khỏe. Sóng wifi này em nâng cấp anten này lên nó bắt rất chỉ là khỏe luôn. Đấy các bác hình dung. Ví dụ về dùng các bác ổ cứng các bác cắm vào đây. TV các bác cắm vào đây. Thường thì chủ yếu là dùng ổ cứng vào TV thôi và bắt AirPlay với điện thoại. Và hai cổng này thì các bác cắm vào âm ly cho em là được. Ok. Kết nối nguồn 100V à 220V. Còn về mặt trước các bác nhé, các bác nhìn này, đây là mấy cái đèn hiển thị thôi. Chủ yếu các bác quan tâm là đây có cổng này là cổng cắm USB thường nhá. Ví dụ USB thường mà không phải ổ cứng chúng ta cắm vào đây là ok. Đây là nút nguồn. Đây là digital 2. Cái này là cái màn hình hiển thị, con này có màn hình 3.5 inch rất chi là đẹp. Hiển thị rất nhiều thông tin luôn. Tí là các cái bài hát nó có album nó sẽ hiển hình album vào đây các bác nhìn. Đây là cổng phone, đặc biệt là rất cái cổng phone này các bác nhé. Nó có một cái mạch giải mã phone riêng biệt luôn. Con này cho cái tiếng tai phone nghe cực kỳ hay. Cổng phone này của nó là cổng phone cực kỳ chuẩn. Không phải là cổng phone nó tích hợp vào có sẵn mà nó làm một mạch giải mã riêng cho cái cổng phone này. Đây là cái volume của cái phone. Cổng phone của riêng cái phone này các bác nhé. Còn giải mã nó không làm volume đâu. Đây là cái nút input với lại là stop play next thôi. Không có gì. Quan trọng con này chúng ta sẽ dùng app để điều khiển. Đầu tiên con này kết nối các bác, đầu tiên là sẽ kết nối vào mạng. Kết nối vào mạng con này cho các bác vào đây nhé. Ở trên điều khiển các bác nhìn này, nó có nút setup đây. Các bác ấn nút setup này nhé. Đấy setup này. Đấy, xong các bác dùng cái nút lên xuống này. Network setting này, xong ấn ok ở giữa này. Ok. Đấy, kết nối. Nếu dây thì chúng ta chọn bên dưới ngoài này, còn nếu chúng ta dùng wifi chúng ta chọn bên trên. Sau khi chọn rồi thì chúng ta back nó ra. Đây return này, return này chính là nút back này. Quay ra. Đấy. Xong đấy chúng ta xuống dưới wifi setup để chúng ta cài đặt wifi. Đấy. Nó có rất nhiều cách thì các bác cái scan cái network này, nó sẽ dò ra cái mạng nhà bác này. Con này sóng wifi khỏe nên nó dò rất nhiều. Ví dụ có cái Dream 2 nhé. Các bác nhìn này. Đấy. Ví dụ em vào cái wifi này, em bật enter.
cứ cái file nào mạnh nhất xong rồi chúng ta nhập. Đấy, các bác lưu ý cái chữ đầu tiên nhé. Đây là cái như điện thoại của mình dùng ấy, nó là ký tự bàn phím A này ấy, thì tất cả các ký tự của nó sẽ là chữ hoa. Trong ấn một, nó có nút thay đổi các bác nhé. Nó chính là nút repeat này. Mỗi lần đến repeat một cái nó sẽ thay đổi bàn phím một cái. Ấn một cái nó thành A nhỏ các bác nhìn nhá. Nó thành A nhỏ này. Tức là các cái chữ này nó sẽ, nó không có bàn phím trên này mà. Nên chúng ta phải dùng phím đi lên đi xuống để chọn ký tự. Nên nó sẽ cho một nút repeat này này. Đây, repeat để trên text này. Đấy. Nên cái ký tự đầu tiên này nó chỉ là hiển thị cái ký tự của bàn phím thôi nhá. Các bác bỏ qua nhá. Mật khẩu bắt đầu tính từ số thứ hai đi. Tính cái số này này. Mật khẩu tính từ đây là đi này. Còn cái đầu tiên bỏ qua, nhiều bác nhầm lẫn là cái số đầu tiên tính luôn mật khẩu là sai. Nên là nhập mãi không đúng pass. Đấy, ví dụ như mật khẩu như em toàn số thì em sẽ để ấn cái nút này cho nó thành số 1. Thì tất cả còn lại nó sẽ số 1 hết. Mình lên xuống cho nhìn nhá. Lên là 2 này, xuống là 1 này. Bên này 2 này. Đây là do em nhập trước rồi, nó lưu vào đây thôi. Đấy. Các bác nhập đây, còn chữ nếu mà nó dính cả chữ vào nữa thì các bác lại tiếp tục ấn thôi. Ấn cái repeat này để nó đổi cái bàn phím sang thôi. Chữ hoa này, chữ thường ấy, sau ấn nút lên xuống để chọn cái ký tự thôi. Nhập mật khẩu xong, ấn OK. Ấn OK, nó kết nối xong nó sẽ có cái sóng anten ở đây này. Đấy. Sau khi kết nối mạng xong ấy thì các bác nhìn này, nó có một cái sóng đây mà không có dấu chấm than gì cả, tức là nó đã kết nối thành công rồi. Đấy các bác nhìn nhá, nó kết nối thành công rồi. Sau khi nó kết nối thành công thì cái điện thoại của các bác nhá. Con này em vẫn khuyến khích khách dùng iPhone tại vì nó có AirPlay chứ nó không có Bluetooth. Các bác vào iOS ấy, đây này. Các bác tìm em cái chữ Pioneer nhá. Tìm cái chữ Pioneer này, nó sẽ ra đấy. Nó có một cái app nó tên là Pioneer Remote App, các bác nhìn đấy nhé. Các bác tải cái app này về và cài đặt cái app này nhé em nhé. Đây, cập nhật đi. Cái này em cài xong rồi. Nhưng mà các bác nhớ cái tên của nó, các bác tìm con Pioneer phát nó ra ngay cái Pioneer Remote App ngay luôn. Chúng ta sẽ dùng cái con app này để điều khiển cái điện thoại này, kết nối đúng cái wifi Dream 2 vừa vào các bác nhé. Ở nhà các bác thế, con này vào wifi nào thì con điện thoại cũng phải vào wifi đấy, thì hai con nó mới nhìn thấy nhau được. Ok, bây giờ mở cái app này ra nhé. Các bác nhìn nhé. Vào đây nó sẽ hiện con này ra. Con này em kết nối từ trước rồi. Không thì các bác user khác này, Device Manager này, vào đây này. Các bác nhìn chưa? Nó sẽ dò ra con, nếu nhà bác có một con thôi, nó sẽ dò ra con này. Đây, nó con 72E các bác chọn. Ở nhà nó không hiện nhiều đây đâu, nó chỉ hiện một cái thôi. Rồi ok, bây giờ em vào này. Các bác nhìn cái giao diện của nó nhá. Nó đang chạy Digital 2 đúng không? Ở trên màn hình các bác nhìn này. Để ấn, à quên. Em ấn nhầm mất. Chuyển về Digital 1 đi. Là TV, đang cắm TV vào. Đó, Digital 2. Đấy. À, hai cái này nó sẽ chung. Chúng ta vào đây để nhìn input nhá. Vào đây này. Các bác nhìn giao diện chưa? Digital 1 là Corsia này. Cái 2 là Quang này. USB trước này, USB sau này, USB DAC cho máy tính này. Mấy cái network, ở trong network này sẽ có rất nhiều ứng dụng. Ví dụ vào network ấy, chúng ta sẽ nhìn nó này. Có Spotify này, có Radio Internet này, có Tidal này, AirPlay này, Music Server này. Nó còn rất nhiều. Chromecast này, Playfire, Amazon Music, rất là nhiều ứng dụng lên này. Ví dụ em vào ổ cứng nhé, các bác bây giờ nhìn nhé, em đang cắm một cái ổ cứng ở phía sau ấy. Đây, ổ cứng đây, đang đọc đây. Bây giờ em vào ổ cứng, em xem ổ cứng, em vào USB riêng nhé. Con này đọc ổ cứng cực nhanh luôn. Ồ, một T em đọc vù vù luôn. Đấy. Em mở một bài nhạc DSD luôn nhé. Nhưng mà thôi, mời nhạc Việt Nam đi. DSD này hay dính bản quyền lắm. Em mở một bài trong ổ cứng nhé. Ngọc.
biệt khúc. Các bạn nhìn nhé, nó hiện thông tin đây này. Đấy. Nó hiện hình nhắn bông ở đây luôn. Cái app này của con này cực kỳ ngon, đánh giá cực kỳ cao. Đây là các bác cắm ổ cứng vào nhá, đọc phát đọc luôn. Nếu mà cắm USB đây thì chúng ta sẽ chọn USB front trước. Trên này next bài được hết. Chúng ta hoàn toàn điều khiển qua điện thoại chứ chả cần điều khiển làm gì cả. Chủ yếu điều khiển này chỉ nhập cái mật khẩu để vào con này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tiếp là tính năng TV đây nhá. TV đơn giản lắm, chỉ cần vào Digital 2 là xong TV này. Cắm cổng quang vào rồi. Đấy. TV đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng AirPlay. AirPlay thì không cần đến app nữa. Vào điện thoại vuốt phát ra luôn. AirPlay có rất nhiều cách các bác nhé. Các bác vuốt lên cái này. Ở chỗ này nó cũng hiển AirPlay ra này. Nó hiển PN70i đây này, các bác nhìn vào đây phát là xong. Hoặc là chúng ta vào YouTube chúng ta nghe chẳng hạn, chúng ta chỉ muốn AirPlay muốn vào YouTube thôi. Ví dụ ở đây. Chưa có nhạc nhé. Em vào AirPlay này. Cái biểu tượng này các bác nhìn nhé. Ấn cái nhẹ này có biểu tượng ô vuông này. Chọn các thiết bị AirPlay Bluetooth này. Đấy. Chọn Pioneer N70 này. Chúng ta bắt đầu nhìn màn hình này. Chờ tí chuẩn bị nó thay đổi chỗ này này. Cái này yêu cầu hai con này về cùng một mảng Wi-Fi. Con em đang vào mảng nào ấy nhỉ? Cho em tí nha, em check lại nhá. Dream 2, ok đây rồi. Đấy, được rồi, ok này. Chờ tí, bắt đầu nó nhảy sang AirPlay bây giờ này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? AirPlay tốc độ nó cực kỳ nhanh và nó ổn định. Chỉ cần mạng Wi-Fi nó khỏe là chạy cực ổn định luôn. Đấy, các bác nhìn cho nó khá là đơn giản, tất cả đều dùng qua app cả. Đọc ổ cứng, giải mã cho TV. Nếu mà chơi USB hoặc là ổ cứng gì được hết, hoặc là chơi qua máy tính. Chiều chúng ta dùng nhiều nhất chính là AirPlay, cổng quang cho TV và đọc ổ cứng. Bác nào còn thắc mắc cái gì nữa thì lúc ấy sẽ gọi điện thì em sẽ hướng dẫn thêm. Được, cơ bản là chỉ thế thôi. Chúng ta kết nối Wi-Fi con này vào, bật cài một cái app lên và hai con kết nối với nhau, cứ thế điều khiển nó rất là dễ.